비추고 Ở Việt Nam có khá nhiều loại cây cảnh được trồng với ý nghĩa đem lại tài lộc cho gia đình. Có thể kể đến là cây kim phát tài, cây vạn niên thanh, cây lộc vừng, những loại cây có thể xem là cành vàng lá ngọc. Thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩa sâu xa thôi, chứ chẳng có loại cây nào mọc được ra tiền cả đúng chứ. Thực ra là có đấy, có một loại cây trên đời này tuy không mọc ra tiền nhưng lại trổ ra vàng, đó là cây bạch đàn, còn gọi là khuynh điệp. Bạch đàn là chi thực vật có hoa, trong họ đào kim nương, loài thực vật bản địa có xuất xứ từ Úc. Bạch đàn vốn đã khá nổi tiếng vì một loại tinh dầu chiết xuất trong đó, dầu khuynh điệp. Thế nhưng vào năm 2013, giới khoa học ở Úc phát hiện ra một sự thật gây sốc của loài cây này, đó là trên lá cây có chứa vàng. Tất nhiên chẳng có loại cây nào tự nhiên trổ ra vàng cả. Sở dĩ bạch đàn có được khả năng đặc biệt này là nhờ bộ rễ của nó, rễ cọc có thể cắm sâu tới 40 mét để tìm nước khi sinh trưởng trong những khu vực khô hạn. Bộ rễ cọc đó hoạt động giống như một máy bơm nước vậy. Nếu chạm đến nguồn nước ngầm gần các mỏ vàng, nó sẽ hút được cả tinh thể vàng lên. Có điều vàng không phải là một kim loại có lợi, nếu không muốn nói là độc hại dành cho đời sống của cây. Chính vì thế, cây có cơ chế dồn vàng lên các đầu mút của cây, như lá cây chẳng hạn, để giảm thiểu phản ứng sinh hóa độc hại. Trên thực tế, ý tưởng bạch đàn có thể hút được vàng đã nhen nhóm từ trước đó rất lâu rồi. Nhưng vậy sau một nghiên cứu năm 2013, các chuyên gia mới chính thức kết luận được điều này. Họ so sánh các lá cây bạch đàn mọc gần một mỏ vàng phía Tây Úc với những cây mọc cách đó 800 mét. Đồng thời, họ cũng thử trồng bạch đàn trong đất có chứa tinh thể vàng. Kết quả không ngoài mong đợi, bên trong lá cây có chứa tinh thể vàng với kích cỡ khoảng 8 micromet. Và tinh tuyệt nhất là ở Việt Nam cũng trồng rất nhiều bạch đàn. Nhưng đừng vội mừng, bởi vì kể cả khi bạch đàn được trồng ngay trên một mỏ vàng, tỷ lệ vàng có trong lá cây cũng chỉ khoảng 46 phần tỷ, tức khoảng 0,000005% theo trọng lượng của lá. Nghĩa là dù bạn có vặt trụi 500 cây bạch đàn, số vàng thu được vừa vặn để tạo ra một chiếc nhẫn nhỏ thôi. Tuy nhiên, chức năng này lại có ý nghĩa rất to lớn đối với môi trường quanh ta. Vì vàng vẫn luôn là một kim loại cực kỳ quý giá, trong khi các mỏ vàng hiện có thì ngày càng cạn kiệt, khiến nhu cầu tìm kiếm mỏ vàng mới nhanh chóng tăng lên. Và quá trình tìm kiếm mỏ vàng đòi hỏi tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, lại vô cùng có hại cho môi trường. Trong khi đó, với bạch đàn, chúng ta sẽ sở hữu một phương pháp ít tốn kém cho hiệu quả cao hơn hẳn so với bình thường. Và đương nhiên, những tổn hại đến môi trường sẽ bị giảm thiểu tối đa. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.